Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay mình trả lời một thắc mắc của bạn Dung Nguyễn đi. Thầy ơi, giúp em giải phép tính này: 2 mũ 1 50 với 3 mũ 100 thì đây chính là bài toán liên quan về so sánh lũy thừa. Thì so sánh lũy thừa các bạn nhớ giúp mình gồm có hai cách. Cách thứ nhất đưa về cùng mẫu, cách thứ hai đưa về cùng cơ số. Ví dụ các bạn, ví dụ như 2 mũ 3 thì 2 người ta gọi là cơ số, 3 người ta gọi là mẫu hay là lũy thừa, được chưa? 2 mũ 3 chính là 2 nhân 2 nhân 2 3 lần, ok chưa? Rồi thì các bạn đã giải quyết bài 2 mũ 150 và 3 mũ 200 thì các bạn hãy, thứ nhất các bạn hãy kiếm xem nó cùng mũ mấy. Thì mình thấy rằng 150 chính là 3 nhân 50, 100 chính là 2 nhân 50, vậy cùng mũ là 50, được chưa? Vậy mình sẽ viết lại 2 mũ 150 này sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 50 bằng, thì ở đây các bạn nhớ đến một công thức, đó là A mũ N nhân M sẽ bằng A mũ N tất cả mũ M. Vậy sẽ bằng 2 mũ 3 tất cả mũ 50. 2 mũ 3 chính là mấy ạ? 2 nhân 2 nhân 2 3 lần chính là 8 mũ 50. Tương tự 3 mũ 100 sẽ bằng là 3 mũ 2 nhân 50 sẽ bằng là 3 mũ 2 tất cả mũ 50 bằng bao nhiêu ạ? 9 mũ 50. Rồi các bạn hãy so sánh hai cái lũy thừa này, thì ta có cùng mũ đúng không ạ? Thì các bạn so sánh cơ số 8 nhỏ hơn 9 và đặc điểm nó phải lớn hơn 1. Vậy suy ra 8 mũ 50 sẽ nhỏ hơn 9 mũ 50, mà 8 mũ 50 nè chính là mấy ạ? 2 mũ 150. Suy ra 2 mũ 150 nhỏ hơn 9 mũ 50 chính là 3 mũ 100 nha các bạn. Rồi, vậy đều phải chứng minh, ok chưa? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.